Em nghĩ sao vậy với anh Đức? Em nghĩ sao vậy với anh Đức? Em nghĩ sao vậy với anh Đức? Anh vẫn bảo vệ quan điểm luôn anh, vẫn là nhạc nền hay luôn á. Đeo mặt nạ thì mình không biết được đâu. Ví dụ như hồi xưa có yêu mà giờ đeo mặt nạ mình không biết được. Trời ơi! Trời ơi! Muốn điện thoại cho Bảo Anh quá. Vừa rồi là màn trình diễn của giọng ca số 1. Harry muốn hỏi những cái cảm nghĩ về giọng ca số 1 như thế nào? Xin mời Vivi. Em thấy những cái bước chân rất là uyển chuyển, và cũng như cái cách này là một cái người là biết múa, biết về múa, về nhảy. Cái thần thái cũng rất là tốt. Em nghĩ là đây là một giọng hát hay. Em thì em thấy bạn rất là tự tin. Từng bước đi của bạn rất là nhẹ nhàng, rất là cuốn hút. Lúc đó thì Tuấn chỉ biết tập trung nhìn bạn thôi. Sao hả? Biết sao chứ anh Đức nghĩ là bạn này dinh về với anh Đức. Vậy thôi. Em, một câu hỏi anh vẫn thường hỏi mọi người trong các chương trình. Em nghĩ sao về với anh Đức? Em thấy anh Đức rất là đẹp trai. Chết tôi. Đây nè, không cảm xúc nói chuyện nè. Mời Hiếu. Nãy giờ em nghe thì rất là thích cái bài nhạc nền. Cái bài nói gì về giọng hát đi Hiếu ơi. Dạ. Mới vô nói khen nhạc được không, không nói về người ta. Không, mà nhạc nền hay, mình đó, nghe mình thích nhạc nền hay. Trời ơi, anh vẫn bảo vệ quan điểm luôn anh, vẫn là nhạc nền hay luôn á. Đeo mặt nạ thì mình không biết được đâu. Ví dụ như hồi xưa có yêu mà giờ đeo mặt nạ mình không biết được. Trời ơi. Trời ơi. Muốn điện thoại cho Bảo Anh quá. Cho MC hỏi là trong 5 năm nghệ sĩ ngồi ở đây thì bạn thích ai nhất? Em nghĩ là em thích anh ST nhất. Chắc tôi chết quá. Anh ơi, chết rồi. Tôi thấy anh Đức cái mặt ta nói nó kéo lại, mây đen kéo về. Ok, và bây giờ sẽ là phần quan trọng. Chúng ta sẽ đến với phần cược điểm. Cho tôi hỏi, BB có muốn cược điểm cho bạn này hay không? Em chắc phải suy nghĩ lại. Ê, tại sao vậy? Nãy giờ bạn nhảy múa mình cũng thấy rồi, nhưng mà em cũng đang suy nghĩ là không biết là khi mà bạn theo cái dòng nhạc mà nhẹ nhàng tình cảm quá thì không biết có làm cho khán giả ở đây hào hứng cũng như là bình chọn cho mình hay không. Còn Tuấn Trần, nói chung là mình rất là ấn tượng với bạn đó. Lát xem rồi biết. Lát xem rồi biết. Anh Đức thì sao? Anh Đức, Đức nghĩ là anh Đức có nhiêu cược hết cho bạn này luôn á. Xuống sao luôn. Đó, đàn ông phải như vậy. Anh Hiếu, anh nghĩ sao nè? Chắc anh để dành tiền quá. Tại vì mới vô chưa thấy ai hết. Tự nhiên cược nhiều quá thì cũng được. ST thì sao? Có niềm tin với cô gái này không khi cô ta đã? Là ST sẽ tranh giành với anh Đức đó. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết. 1 2 3 xoay. Eo ơi. Trời ơi, ông ST. Ủa cái gì vậy? Trao trọn niềm tin, ông gửi có 200. Trời ơi, trời ơi. Cái gì mà tệ với vậy anh? BB với Tuấn Trần không đặt cược, không đồng luôn. Còn bây giờ anh Đức với lại anh Hồ Hiếu. Quang Hiếu mỗi người 5.000 điểm. Đấy. À, không, thật sự em bấm lộn. Bữa nay em giật mình là bấm có 500 à. Và nó lên 5.000. Thôi thôi lỡ rồi lỡ thôi. Để luôn đi. Cũng đừng có nói ra như vậy. Bây giờ anh Đức và Hồ Quang Hiếu
đưa ra số điểm bằng nhau. Hồ Quang Hiếu và anh Đức sẽ nói cho cô ta biết là vì sao cô ta nên chọn về đội của mình. Bắt đầu. Thực sự ra là lúc mà em vừa bước ra, em bị che nửa mặt rồi. Nhưng mà anh vẫn có linh cảm rằng em rất quen. Anh muốn thử mình xem cái linh cảm của anh là có đúng hay không. Nên anh đặt cược hết cho em. Nãy giờ em lỡ vô duyên rồi nói bấm lộn lum rồi sợ bạn không về. Nhưng mà thôi, cứ về đội anh đi. Bây giờ sẽ là suy nghĩ của cô ta. Mời em chia sẻ. Trước tiên là em cảm thấy rất là buồn vì anh ST. Ồ, thấy chưa, thất vọng. Em nghĩ là anh sẽ hối hận. Em sẽ chọn anh Đức. Xuất sắc. Tuyệt vời. Và bây giờ để cho quý vị thấy anh Đức là người có linh cảm đúng. Em ơi, hát hay thiệt hay cho anh. Cố lên. Sợ chưa? Thấy chưa? Xin cảm ơn các bạn trong vũ đoàn. Thưa quý vị, dạ khúc cho tình nhân với tiếng hát Trương Diễm. Xin bạn giới thiệu một ít về mình đi ạ. Em tên là Trương Diễm và em đang là ca sĩ tự do. Hồi nãy tại sao mà anh Đức nói chọn bạn này theo cái linh cảm của anh Đức? Anh Đức nhìn bạn rất là quen và vừa mới nói xong anh Hồ Quang Hiếu nói có khi nào đã từng yêu bạn này hay không? Anh Đức giật mình liền, nói ủa, mình đang linh cảm giống một người quen của mình lúc trước. Tôi làm chứng, hồi nãy lúc mà nghỉ cắt máy nghỉ quay, anh Đức có lợi bén rén nói nhỏ vô lỗ tai tôi rằng Xin ơi, phải nó hôn, tại vì tôi cũng biết cái bạn đó. Bạn ấy tưởng là đúng là một cô bạn ấy cũ thiệt, mà bạn ấy hát cũng rất là hay. Anh nói thiệt với em nha, che cặp mắt em lại, nhìn đôi môi em và cái dáng của em thì anh nói thiệt là giống 90%. Có thể bật mí cho Thành biết là khi cô gái đó tên bắt đầu bằng chữ gì không? Yến. Hồi nãy ngồi có em có nhiều chuyện em hỏi họ. Em tâm sự với anh thôi mà bây giờ anh khai luôn rồi. Tâm sự sai người. Trời, tâm sự sai người rồi. Không phải. Người ta là không cảm xúc nhưng người ta có nhiều chuyện. Không, hồi nãy em hỏi tên gì, cô tên Yến, xong rồi em cũng nhiều chuyện mà em kêu Yến. Xong rồi không thấy quay lại kêu thôi. Anh Đức ơi, chắc không phải là Yến rồi, không phải đâu, đừng lo. Nè Đức, không cần biết có phải là bạn gái cũ hay không, nhưng rất có xác suất bạn ấy có thể là bạn gái mới. Và bây giờ thưa quý vị đã lắng nghe một bài hát của cô ấy, hãy bình chọn cho cô ấy. Giọng ca bí ẩn số 1. Chọn hết nha quý vị ơi. Thời gian hết. Số điểm khán giả dành cho Trương Diễm là số điểm khán giả bình chọn cho Trương Diễm đó là 91 điểm. Rất cảm ơn quý vị khán giả, đó là một điểm số cũng rất là cao. Chúc mừng anh Đức. Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với giọng ca bí ẩn thứ hai, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bây giờ em muốn ôm anh Đức một cái. Trời ơi. Lời rồi anh ơi. Được, tuy mất 5.000 điểm nhưng mà ôm được cái những người phụ nữ đẹp đẽ như vậy. Em xin lỗi anh. Đâu có gì đâu em. Anh đã hứa là anh sẽ làm. Buồn là phải chia tay em sớm. Không còn nghe được bài thứ hai của em nữa. Có gì về thì mình đi hát karaoke được chứ. Ồ ơi, anh thảo thính quá Đức ơi. Em nghĩ sao về lời mời đó nè? Cũng có thể. Wow. Và Harry cũng muốn hỏi nè, Diễm bây giờ có thể tin được anh Đức chưa? Thật sự là em rất tin anh Đức luôn. Anh Đức rất là soái ca luôn. Yes. Anh Đức. Cảm ơn em. Chúng ta chia tay Trương Diễm ở đây. Rất cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Và chúc mừng chị Y Linh. Bye. Cảm ơn em.